Mình đi tham quan cỡ như vậy thì khoảng thời gian là bao lâu? À, tầm tối đa là 1 tiếng rưỡi ra, bao gồm đi tàu đi xuồng. Còn dạ, 4. Em giống khỉ chúa xuống. Em như tưởng tượng khỉ chúa đi xuống. Kiểu hồi đó lên thì là còn trẻ đó. Bây giờ xuống cái lụm khụm lên, thấy không? Đây có con đường mà duy nhất dẫn vào chùa Kim Tiên, Kim Tiên An Giang. Các bạn đi quốc lộ 91 quẹo phải vô lộ mới cua 13 nha. Quý vị nhìn thấy là bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Tụi mình thì đã có một cái hành trình đi rất là nhiều nơi trong buổi sáng ngày hôm nay, cho đến bây giờ thì dừng đến ngôi chùa này thì cảm thấy là đã mệt rồi. Nhưng mà ngồi ở trong này thì lắng động cảm xúc một xíu, rồi sau đó tụi mình sẽ bình tâm lại là đi chạy một cái hành trình nữa là đi về lại Châu Đốc, An Giang, để tụi mình có thể nghỉ ngơi ở đó. Nhưng mà thật sự là đây là ngôi chùa cuối cùng mà tụi mình sẽ kết thúc ngày hôm nay. Hy vọng là tới ngôi chùa cuối cùng cũng là ngôi chùa sẽ đem lại cho bạn một cái nguồn năng lượng tích cực đối với các bạn mà xem vlog của anh Trung Trần, anh Trần Trung, cũng như là xem vlog của anh Mẫn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và các bạn cũng đừng quên là nhấn đăng ký này, subscribe ủng hộ kênh anh Mẫn cùng với anh Trung Trần nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là một cái niềm động lực rất là lớn để cho các anh làm thêm về những cái ngôi chùa, để cho các bạn thấy tự hào hơn về những cái ngôi chùa của Việt Nam. Đặc biệt là nói với ngôi chùa Mái Đình chính là cái hồn, cái nếp sống của con người Việt ta, Việt của chúng ta nằm ở đó. Thì hy vọng các bạn sẽ thông qua thức phim này thì các bạn sẽ phát lòng tự tâm hơn, và các bạn sẽ sống làm người tử tế hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mô nhiệm địa cầu, chủ điện thất cổ, tịnh độ siêu thanh. Nam mô tam nguyện cầu, phù mẫu. Vũ ơi, Vũ ơi, Vũ rớt. Mình để mình ngửi chứ mình không ăn. Vũ ơi, Vũ rớt. Các bạn biết rồi, chỉ có những câu chuyện cổ tích thôi, còn phía ngoài đời thì không có thật nha quý vị. Với con thì đây là lần đầu tiên một con lấy ngọn núi này. Vậy hả? Dạ. Nghe mọi người nói về núi Ông Kế cũng nhiều. Hồi đó cô cũng nghe nói. Dạ. Về cái nghe nói lên thêm. Cô đi, cô đi lên mà sự thật chính thiệt. Dạ, lấy là... con cô là bị nạn dữ lắm. Xanh là ta nói chết sống và cô lên đây giá. Cô lên giá. Cô lên giá. Dạ. Có là cô lên giá thế này. Nơi đây thì ai ta cũng kinh ngưỡng, ta nói cô lên. Dạ. Cô gia đình cô có hữu sự. Dạ. Cũng hơi khó khăn cho nên cô lên đây khấn nguyện giá nữa. Dạ. Gia hộ cho con cô sanh suôn sẻ. Dạ. À, sanh suôn sẻ. Thánh là nói nó sanh là trong ba điều kiện. Dạ. Một là mẹ mất hoặc con mất hoặc hai người mất hết. Dạ. Ok. Một là mất, hai là con mất. Ba điều kiện. Yeah. Một là mẹ mất hoặc con mất, và ba đó là cả hai người mất hết. Bác sĩ người ta nói vậy là từ khi khám 2 tháng cho đến khi 7 tháng là người ta cho kết quả hẳn hoi cho gia đình với con, để cái người có bầu đã có tinh thần. Yeah. Mà cô lên đây cô giải, cô đi chùa đó là sau là về tới chừng tháng thứ 9 là gần tới ngày sanh, cô lại khám là bác sĩ nói là sao kỳ vậy,
bây giờ là không có gì hết. Yeah. Là sanh suôn sẻ, rồi hồi đó tính mổ nhưng mà rốt cuộc cũng không mổ luôn, sanh yeah. thường luôn. Yeah. Là ra mẹ tròn con vô không có gì hết. Dạ, yeah. Rất là hay. Là bác sĩ cho hai trước đó nghe, yeah, cho hai trước trong còn 8-9 ngày nữa sanh là bác sĩ cho hai trước. Dạ. Yeah. Sanh là bác sĩ báo là bây giờ là không còn gì hết. Yeah. Bác sĩ cũng hỏi vậy chứ, giờ uống thuốc gì đó, nếu thuốc bác sĩ đưa chứ mình đi cầu thầy mẹ được chứ. Dạ, yeah. Như thấy là cái sự lý ứng của mẹ Quán Thế Âm trên ngọn núi này. Với lại cô nói là hình như con của cô là bán sống cái gì à? Lúc nãy cô nói là cũng là sống chết là sao cô? Cô rất cái sự tâm linh là rất là nhiệm màu, đối với cô nói thiệt rất là nhiệm màu. Cô gặp nhiều trường hợp lắm rồi. Hơn nữa là gia đình cô hồi trước cũng có chị bệnh về tâm linh. À, chị bệnh nhưng tâm mà linh. Chồng cô cũng như là bị trượt rồi. Rồi là coi như giờ ông không làm hỏng nữa mà ông đi thang ổng thường á, chịu coi như là các bạn tôi là lạ đó, mẹ tôi là hết tiền, cho nên cô tin dữ lắm. Yeah. Nhưng mà nói cô nói thì con cũng nhưng cũng những nơi quá đông đảo bài kinh á, những nơi quá đông đảo người đó yeah. thì mình nên giảm chế một chút, là thí dụ như đông quá có thể cháy hay là này nọ nó dạ, hơi nó xác. Hơi ấy, còn nhưng chuyển chỗ nó hơi thưa thưa thì mình cứ thắp hương được là càng tốt, dạ. không có gì trong cái đạo vào đại các bài kinh đọc này. Xuống đi ông anh. Sinh năm 1862 thì đây các bạn nha. Thì các bạn thấy là một cái ngôi mộ rất là trang trọng và được đặt bên hông của cái gọi là của nghĩa trang này. Các bạn thấy là ngôi mộ này thì hai người nằm chung một ngôi mộ ha. Thì đây là chính là cái nơi mà cha Trương Bửu Diệp, mẹ Trương Bửu Diệp đã nằm xuống ha. Và nếu mà tất cả mọi người ai ai cũng biết là cha Trương Bửu nhà cha Trương Bửu Diệp ở đây hết. Mình nghĩ là những cái người mà ở các tỉnh khác thì người ta đôi khi người ta không biết, nhưng mà hôm nay thì các bạn xem vlog của bà Vua Mario thì các bạn biết rồi đó nha. Cũng đừng quên là bỏ qua tới cái nhà thờ này, nếu mà các bạn không đi xuống nhà thờ Tắc Xảy được thì các bạn ghé vào nhà thờ này, cũng là một trong những cái địa điểm đi về viếng về cha Trương Bửu Diệp nha quý vị. Đấy, và bây giờ mình với ông hai là cô cậu ruột. Dạ. Bà ngoại mình là cô ruột của hai. Dạ. Lâu quá thì có cái cầu mất rồi. Dạ. Bây giờ tôi cứ đi qua là chân dài quá vậy Mẫn.